Lừa đưa người sang Hàn Quốc làm việc để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Lê Thị Trúc Phương nhận 35 triệu đồng hồ sơ để lo chọn gói đưa người sang Hàn Quốc làm việc nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt tiền. Ngày 21 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Trúc Phương, 43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Lê Thị Trúc Phương sinh ra và lớn lên tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau đó, Phương theo chồng về Hàn Quốc sống bằng nghề nông và môi giới giới thiệu việc làm. Gần đây, Phương thường về Việt Nam và hay lui tới địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua mối quan hệ, Phương hướng dẫn một số đối tượng cách tư vấn, nhận hồ sơ và nhận tiền chi phí chọn gói thấp nhất là 35 triệu đồng hồ sơ của những người có nhu cầu làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đổi lại người lao động có thể nhận mức lương từ 40 đến 50 triệu đồng trên tháng bằng nghề nông. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hồ sơ của người lao động Phương không thực hiện đúng lời hứa mà đưa ra nhiều khoản phí để yêu cầu họ đóng thêm vài chục triệu đồng. Bức xúc nên nhiều người dân đã tố cáo Phương. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang làm việc với 111 người, những người này đã bị Phương chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng, trong đó có người chuyển cho Phương hơn 1,4 tỷ đồng. Cơ quan công an đề nghị bị hại liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hậu Giang, địa chỉ số 161 đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh tỉnh hậu giang để được hướng dẫn